Chào mọi người nhá. Vâng. Anh đi từ mấy giờ xuống đây anh? Anh đi từ lúc 7 giờ. Vâng. 7 giờ. Là hôm nay nó đường nó thoáng. Vâng ạ. Chào mấy khi có dịp ghé qua showroom, cũng như vừa khéo Hà Nội cũng quản lý dịch rất tốt. Anh xuống dưới JK chúng em, anh cho một vài cái cảm nhận về dịch vụ bên em, cũng như để cho anh em cảm thấy là phục vụ bọn em là rất là tốt. Đấy là anh cũng xem rất nhiều cái clip mà em đăng lên. Đấy thì anh tin tưởng. Vâng ạ. Chỗ cửa hàng mình có uy tín. Vâng. Cơ bản là chất lượng. Tin tưởng nhà làm sao chuẩn. Vâng ạ. Em cũng xin thay mặt tập thể JK xin cảm ơn anh. Anh đã dành tình cảm và những cái đơn hàng cho JK chúng em. Đây, đơn hàng của anh thì cũng đã xong đây. JK càng ngày càng phát triển. Vâng ạ. Đắt hàng. Vâng, em cảm ơn anh. Rồi. Sáng sớm ngày ra thì em mở hàng cho các khách hàng, bây giờ là hơn 8 giờ ngày 20, mở hàng một cặp súp W260P màu đen ạ. Chiếc này thì em cũng đã dán tem xong rồi. Chiếc này thì đã có cái test qua và dán tem rồi. Tiếp tục lên một chiếc nữa, anh có mua hộ luôn người bạn này. Cảm ơn anh nhá. Em xin chào tạm biệt anh. Xin chào anh nhá. Vâng ạ.